138 Ngày 138. Hãy nghe và nhắc lại cách nói, lúc nào cũng hoan nghênh. 随时欢迎 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的. Nhà mình chính là gần đây. 我家就在附近. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Cho nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装. Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看. Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. 多上微信聊天. Đó đâu thể coi là. 那哪能算是. Phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. 对这家咖啡厅很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Bạn đến thử xem. 你尝一尝. 你尝尝. Thôi. 算了. Một công ty du lịch. 一家旅游公司. Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? 打不打算在越南发展? Có khả năng 6 giờ hơn. Khả năng 6 điểm tua. Nhưng mà. Khả sự. Chỉ cần. Chỉ yào. Không ít từ ngữ chuyên ngành. Bù sảo chuyên nghiệp từ ngữ. Ở ký túc xá trường. Trụ xuế xào xù sở. Chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. Xuyên yu nán yu chuyên yê. Sân nhanh là có thể. Khẩn khoai chiều nấng. Đến lúc đó. Bao sở hậu. Giúp mình luyện tập. Bao wo luyện xí. Lúc nào cũng hoan nghênh. Xí xí hoan nghênh.